Microsoft, don't reset your server manager disk. You could lose on your data. Microsoft, đừng khởi động lại đĩa trình quản lý máy chủ của bạn. Nếu không, bạn có thể mất tất cả dữ liệu. Microsoft has acknowledged an issue with its server manager management console, causing IT admins to inadvertently wipe the wrong virtual disk, potentially erasing important data from company servers. Microsoft đã công nhận sự cố với bảng điều khiển quản trị server manager của mình, khiến quản trị viên công nghệ thông tin vô tình xóa nhầm ổ đĩa ảo, gây ra khả năng xóa dữ liệu quan trọng khỏi máy chủ của công ty. Describing the issues in a support document, the company said, when you use the community virtual driver, there are virtual disks that might have the same unique ID. This might create issues when you initiate a reset operation. The reset operation will reset the first disk that is fried. However, this might not be the disk that you want to reset. Because of this, that disk will lose data. Mô tả vấn đề trong một tài liệu hỗ trợ, công ty cho biết khi bạn sử dụng trình điều khiển Community Virtual có những đĩa ảo mà có thể có cùng Unique ID. Điều này có thể tạo ra sự cố khi bạn bắt đầu quá trình khởi động. Thao tác khởi động sẽ khởi động đĩa đầu tiên mà nó tìm thấy. Tuy nhiên, đây lại có thể không phải là đĩa mà bạn muốn khởi động. Do đó, đĩa này sẽ bị mất dữ liệu. The platforms affected by the issues are Windows Server 2019, Windows Server 2022, and on editions of Windows 11 version 22H2. Các nền tảng bị ảnh hưởng bởi sự cố là Windows Server 2019, Windows Server 2022 và tất cả các phiên bản Windows, phiên bản 22H2. Acknowledge có nghĩa là thừa nhận hoặc là công nhận. Ví dụ, she acknowledged that there was a fault in the code. Cô ấy công nhận rằng đã có một lỗi trong khi code. Issues, vấn đề. We need to address these issues as soon as possible. Chúng ta cần phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt. Console, bảng điều khiển. We use the console to control the game. Chúng tôi dùng bảng điều khiển để điều khiển trò chơi. Admins. Admins là viết tắt của administrator, có nghĩa là người quản lý. Ví dụ, she works as a database admin. Cô ấy là một người quản lý dữ liệu. Erase, xóa bỏ. Ví dụ, a virus erased my hard disk. Virus đã xóa dữ liệu ổ cứng của tôi. Virtual, ảo, trực tuyến. Before a virtual meeting, all participants should test the technology. Trước khi bắt đầu một cuộc họp trực tuyến, mọi người tham gia đều nên kiểm tra lại các thiết bị của mình. Create, tạo ra. It is important to create a good impression when you meet a client. Tạo ấn tượng đầu tiên thật tốt với khách hàng là điều vô cùng quan trọng. Operation, vận hành. We expect the new system will support the operation process. Chúng tôi hy vọng rằng hệ thống mới sẽ hỗ trợ quá trình vận hành. Platforms, nền tảng. There are many platforms to learn English these days. Hiện nay có rất nhiều nền tảng để học tiếng Anh. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng đến cấu trúc với will. Will có nghĩa là sẽ, viết tắt của will. Hình thức phủ định của nó là will not hay là won't, có dạng quá khứ là could. Chúng ta sử dụng will cộng với động từ nguyên thể để nói về những hành động mà chúng ta nghĩ là có thể xảy ra trong tương lai. Cách dùng của nó chúng ta sẽ có, đầu tiên đấy là dùng để diễn đạt hoặc dự đoán sự vật, sự việc, tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Ví dụ, it will rain tomorrow, ngày mai trời sẽ mưa. Hoặc will cũng có thể được sử dụng để đưa ra quyết định ngay lúc đang nói. She's so thirsty, she will make herself a cup of apple juice. Cô ấy khát quá, cô ấy sẽ tự làm cho mình một ly nước ép táo. Hoặc will cũng sẽ được dùng để chỉ sự sẵn lòng hoặc sự quyết tâm. We will do it if you need. Nếu bạn cần, tôi sẽ làm việc đó. Đưa ra một lời hứa hoặc là lời đe dọa. I promise I will not lie. Tôi hứa là tôi sẽ không nói dối nữa. Chúng ta có cấu trúc tiếp theo là cấu trúc với might, vừa có nghĩa là có thể.
Chúng ta sử dụng might cộng với động từ nguyên thể để nói về những hành động có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng chúng ta không chắc chắn là nó có xảy ra hay không. Cách dùng của might chính là might được dùng để diễn tả một hành động, một sự việc có thể xảy ra hay không. He might get on a taxi. I think his car is broken. Anh ấy có thể đang đi taxi. Tôi nghĩ là xe hơi của anh ấy bị hỏng. Might có thể được dùng để đưa ra gợi ý, nhưng không chắc chắn là người nghe có thích gợi ý này hay không. Ví dụ, you might try an ice cream. Bạn có thể thử ăn kem. Might có thể được dùng để xin phép lịch sự trong tiếng Anh của người Anh, nhưng không quá thông dụng. Ví dụ, might I close door? Tôi có thể đóng cửa được không?